Chào các em. Trong chương trình lớp 8, cô và các em sẽ làm 160 câu trọng âm chia thành 8 clips. Mỗi clip sẽ có 20 câu. Để làm tốt dạng bài tập trọng âm này, cô cần 4 ghi nhớ. Các em lưu ý cho cô. Number 1. Look up the new words. Tra từ mỗi khi gặp từ mới. Phần này rất quan trọng bởi vì khi học một từ thì các em phải thuộc cách đọc từ, thuộc trọng âm của từ. Number 2. Yêu cầu số 2, study the rules. Học thuộc các quy tắc. Các quy tắc trọng âm, cô Huyền đã làm thành một clip và cô đính kèm ở dưới phần mô tả của bài. Bạn nào chưa xem hoặc là chưa thuộc kỹ, các em nhớ xem lại nhé. Number 3. Yêu cầu số 3, print out and do it. In bài tập và làm. Các em phải làm trước khi nghe bài giảng của cô. Sau đó mới đến bước watch, listen and check. Nghe cô giảng, kiểm tra lại bài học của mình xem mình đã làm đúng hay chưa. Và cuối cùng thì mỗi khi có câu sai, các em nhớ đọc lại nhiều lần và ghi nhớ tại sao câu đó mình lại sai. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Chúng ta cùng làm bài số 4 trong chuỗi 8 bài nhé. Câu số 1. Generous. Đây là tính từ có 3 âm tiết. Âm thứ hai chứa ơ, nên trọng âm rơi âm số 1. Nomadic. Từ này có hậu tố là x, nên trọng âm rơi vào trước đó. Interesting. Từ này các em xét theo hai cách. Cách số 1. Âm thứ hai chứa ơ, nên trọng âm rơi âm số 1, vì ơ không bao giờ nhận trọng âm. Cách số 2. Các em có thể xét theo hậu tố ing không nhận trọng âm và xét từ gốc, đó là từ interest. Từ gốc này vừa là danh từ, vừa là động từ và trọng âm là âm số 1. Comfortable. Từ này có hậu tố là able, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Các em xét từ gốc là comfort là danh từ có hai âm tiết, trọng âm dưới âm số 1. Hoặc các em cũng có thể xét theo từ có 3 âm tiết và âm thứ hai là er, nên trọng âm dưới âm số 1. Đáp án của câu này là B, vì trọng âm rơi âm số 2. Ba từ còn lại, trọng âm rơi âm số 1. Câu số 2, community. Từ này có hậu tố là at, nên trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Identify. Từ này có hậu tố là fy, và trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Expensive. Từ này có hậu tố là if, nên trọng âm rơi âm tiết trước nó. Socialize. Từ này có hậu tố là ice, trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Vậy đáp án câu này là D, vì trọng âm dưới âm tiết số 1. Các từ còn lại, trọng âm dưới âm tiết số 2. Câu số 3, colorful. Từ này có 3 âm tiết. Âm thứ hai chứa er, nên trọng âm dưới âm tiết số 1. Hoặc các em cũng có thể xét theo quy tắc hậu tố, đó là hậu tố for thì không ảnh hưởng đến trọng âm và xét từ gốc là color là danh từ có 2 âm tiết, nên trọng âm dưới âm tiết số 1. Buffalo, đây là từ có 3 âm tiết và âm số 2 là er, nên trọng âm rơi âm số 1. Blackberry, từ này là danh từ có 3 âm tiết, âm thứ hai chứa er, nên trọng âm rơi âm tiết số 1. Convenient, từ này âm số 1 có er, nên trọng âm rơi âm số 2. Vậy đáp án câu này là D, vì trọng âm rơi âm số 2, các từ còn lại trọng âm rơi âm số 1. Câu số 4, active. Đây là tính từ có hai âm tiết, nên trọng âm dưới âm tiết số 1. Commune, đây là danh từ có hai âm tiết, trọng âm dưới âm số 1. Diverse, đây là động từ có hai âm tiết, nên trọng âm dưới âm số 2. Heritage, đây là danh từ có 3 âm tiết, âm thứ hai chứa y, nên trọng âm dưới âm số 1. Vậy đáp án câu này là C, vì trọng âm dưới âm số 2. Ba từ còn lại, trọng âm dưới âm số 1. Câu số 5, nature. Đây là danh từ có hai âm tiết, nên trọng âm dưới âm số 1. Minority. Từ này có hậu tố là at, nên dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Exciting. Từ này có hậu tố là ing, vì vậy các em xét từ gốc, đó là từ excite, trọng âm dưới âm tiết số 2. Hoặc các em có thể xét theo từ này là từ có 3 âm tiết và âm thứ 1 là y, nên trọng âm rơi ở âm số 2. Cách nào dễ nhớ hơn thì các em ghi nhớ để xét cho dễ. Traditional. Từ này có hậu tố o là hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm. Xét tiếp từ tiếp theo, hậu tố shun thì sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết trước shun,
Vậy đáp án câu này là A. Vì trọng âm rời tiết số 1, ba từ còn lại trọng âm rời tiết số 2. Câu số 6, reunion. Re là tiền tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc là union. Vậy xét từ union, đây là danh từ có hai âm tiết và trọng âm rời tiết số 1. Ceremony. Từ này chúng ta nhận thấy hậu tố y không nhận trọng âm vì nó ở cuối từ và có hai âm ở âm số 2 và âm số 3, vì vậy trọng âm rời tiết số 1. Performance. Từ này là danh từ có 3 âm tiết và âm số 1 giữa nên trọng âm giữa âm số 2. Procession. Từ này có hậu tố tion, vì vậy trọng âm giữa âm tiết trước nó. Vậy đáp án câu này là B, vì trọng âm giữa âm tiết số 1. Ba từ còn lại trọng âm giữa âm tiết số 2. Câu số 7. Oriental. Từ này có hậu tố ental là hậu tố nhận trọng âm. Politician. Từ này có hậu tố tion, vì vậy trọng âm giảm tiết trước nó. Celebration. Từ này cũng tương tự, hậu tố tion, vì vậy trọng âm giảm tiết trước nó. Questionable. Từ này các em lưu ý, chúng ta có hậu tố able, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Và các em xét từ gốc, đó là từ question. Đây là danh từ có hai âm tiết, vậy trọng âm giảm tiết số 1. Và các em có thể đọc luôn từ này là âm 3 âm tiết và âm thứ 2 có ơ, nên trọng âm giảm âm số 1. Cách nào dễ nhớ nhất thì các em lưu ý để học thuộc. Vậy đáp án câu này là D, vì trọng âm rời âm tiết số 1. Ba từ còn lại, trọng âm rời âm tiết số 3. Câu số 8, anniversary. Từ này không áp dụng quy tắc nào và các em phải học thuộc. Explanation. Từ này có hậu tố là tion, vì vậy trọng âm rời âm tiết trước tion. Traditional. Từ này có hậu tố O, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Xét từ gốc là từ tradition, thì có hậu tố tion, vì vậy trọng âm rơi ở âm tiết trước nó. Electrician, từ này cũng có hậu tố là tion, nhưng trọng âm rơi âm tiết trước nó. Vậy đáp án câu này là C, trọng âm rơi âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi âm tiết thứ ba. Câu số 9, speciality, từ này có hậu tố là ot, nên trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Tương tự với từ activity, từ này cũng có hậu tố là ot, cũng dịch chuyển 3 âm tiết. Impression, từ này có hậu tố là tion, trọng âm rời âm tiết trước tion. Tương tự, technician, từ này cũng có hậu tố là tion, nên trọng âm cũng rơi trước tion. Vậy đáp án câu này là A, vì trọng âm rời âm tiết thứ 3, các từ còn lại trọng âm rời âm tiết thứ 2. Câu số 10, pattern, đây là danh từ có 2 âm tiết, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Companion, đây là danh từ có 3 âm tiết, âm số 1 trở ơ, nên trọng âm rời âm số 2. Christian, từ này có 2 âm tiết và là danh từ, nên trọng âm rời âm số 1. Incense, đây cũng là danh từ có 2 âm tiết, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Vậy đáp án câu này là B, vì trọng âm rời âm tiết số 2, các từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 1. Câu số 11, confusion. Từ này là danh từ có 3 âm tiết, âm số 1 giữa ơ, nên trọng âm rời âm số 2. Magician, từ này có hậu tố là tion, nên trọng âm rời âm tiết trước hậu tố đó. Important, từ này là tính từ có 3 âm tiết, âm số 1 giữa y, nên trọng âm rời âm số 2. Otherwise, từ này xét hậu tố ice là hậu tố dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên, vì vậy trọng âm rời âm số 1. Nên đáp án câu này là D, vì có trọng âm rời âm số 1. Ba từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 2. Câu 12, performance. Từ này là danh từ có 3 âm tiết, âm số 1 trở ơ, nên trọng âm rời âm số 2. Nevertheless, từ này là từ đặc biệt, các em lưu ý phải thuộc từ này, trọng âm rời ở less. However, các từ có WH question và nối với ever thì trọng âm luôn luôn rơi ở ever. Vậy câu này trọng âm rơi âm tiết số 2. Procession. Từ này có hậu tố tion nên trọng âm rơi âm tiết trước nó. Vậy đáp án câu này là B, vì trọng âm rơi âm tiết số 4. Các từ còn lại trọng âm rơi âm tiết số 2. Câu 13. Preserve. Từ này là động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi âm tiết số 2. Fortune. Đây là danh từ có 2 âm tiết, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Ritual. Từ này khá đặc biệt nên các em học thuộc.
trọng âm rời âm tiết số 1. Mặc dù nó có y ở âm số 1 nhưng nó lại nhận trọng âm. Lantern, từ này là danh từ có hai âm tiết, trọng âm rời tiết số 1. Vậy đáp án câu này là A, vì trọng âm rời tiết số 2. Ba từ còn lại trọng âm rời tiết số 1. Câu 14, potato, từ này có ơ ở âm tiết số 1, thì vậy trọng âm rời tiết số 2. Bamboo, hậu tố U là hậu tố nhận trọng âm. Vì vậy, mặc dù từ này là danh từ hai âm tiết, nhưng trọng âm lại rơi ở âm tiết số 2. Festival, đây là danh từ có 3 âm tiết, âm thứ 2 là Y, nên trọng âm rơi ở âm tiết số 1. Display, đây là động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi ở âm tiết số 2. Vậy đáp án câu này là C, thì trọng âm rơi ở âm tiết số 1. 3 từ còn lại, trọng âm rơi ở âm tiết số 2. Câu 15, các em quan sát, ở câu 15, chúng ta có 3 từ có hậu tố là S, dịch chuyển âm tiết từ cuối lên, 3 âm tiết. Participate, từ politician có hậu tố là tion nên trọng âm rời âm tiết trước nó. Hai từ còn lại có hậu tố là it nên trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết. Communicate, commemorate. Vậy đáp án câu này là B, vì trọng âm rời âm tiết số 3. Các từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 2. Câu 16, sentence, đây là danh từ có 2 âm tiết, trọng âm rời âm tiết số 1. Virtual, từ này có hậu tố O, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc. Các em xét từ gốc là virtual, trọng âm dẫn tiết số 1, vì nó là danh từ có hai âm tiết. Reserve, đây là động từ, trọng âm dẫn tiết số 2. Neptune, đây là danh từ có hai âm tiết, trọng âm dẫn tiết số 1. Vậy đáp án câu này là C, vì trọng âm dẫn tiết số 2. Ba từ còn lại, trọng âm dẫn tiết số 1. Câu 17, scenery, đây là danh từ có 3 âm tiết, âm thứ 2 chứa ơ, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Invader, đây là danh từ có 3 âm tiết, âm số 1 chứa y, nên trọng âm số rơi vào âm tiết số 2. Childhood, từ này là danh từ có 2 âm tiết, vì vậy trọng âm rời âm tiết số 1. Archway, đây là danh từ có 2 âm tiết, vì vậy trọng âm rời âm tiết số 1. Vậy đáp án câu này là B, thì trọng âm rời âm tiết số 2. Các từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 1. Câu 18, historian, từ này có hậu tố là ian, vì vậy trọng âm rời âm tiết trước nó. Speciality, từ này có hậu tố là ơ chi, trọng âm dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Oriental, từ này có hậu tố là ental, vì vậy nó là từ có hậu tố nhận trọng âm, rơi vào ental. Preparation, từ này có hậu tố là tion, vì vậy trọng âm rời âm tiết trước nó. Vậy đáp án câu này là A, vì trọng âm rời âm tiết số 2. Ba từ còn lại trọng âm rời âm tiết số 3. Câu 19, belonging, từ này có 3 âm tiết và âm số 1 chứa y, nên trọng âm rời âm tiết số 2. Hoặc các em có thể xét là hậu tố ing không ảnh hưởng đến từ gốc, và các em xét đến động từ belong thì âm tiết rơi vào âm tiết số 2, do nó động từ hai âm tiết. Fisherman, từ này là danh từ có 3 âm tiết, âm thứ 2 chứa ơ, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Possession, từ này là danh từ có 3 âm tiết, có hậu tố là tion, nên trọng âm rời âm tiết trước nó. Performance, từ này là danh từ có 3 âm tiết, âm số 1 chứa ơ, nên trọng âm rời âm tiết số 2. Vậy đáp án câu này là B, vì trọng âm rời âm tiết số 1. 3 từ còn lại, trọng âm rời âm tiết số 2. Câu 20, decorate, từ này có hậu tố là H, vì vậy dịch chuyển 3 âm tiết từ cuối lên. Companion, đây là danh từ có 3 âm tiết số 1 chứa ơ, nên trọng âm rời âm tiết số 2. Important, từ này là tính từ có 3 âm tiết số 1 chứa y, vì vậy trọng âm rời âm tiết số 2. Memory, từ này là danh từ có 3 âm tiết thứ 2 chứa ơ, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Vậy đáp án câu này là D, vì trọng âm rời âm tiết số 1. Ba từ còn lại, trọng âm rời âm tiết số 2. That's all for today and I hope you enjoyed the lesson. See you next time.